xin chào các bạn. Quang Đậu đang đứng ở trên con đường từ quận 4. Hôm nay là chưa biết một cái công ty nào mà bây giờ là đang có cái bảng đây. Nếu khó khăn trong mùa dịch, xin bạn lấy một phần quà. Nếu bạn khá bình ổn trong cuộc sống thì xin hãy nhường lại cho người kém may mắn. Âm Thanh Đình Thái. À, đây là cái công ty Âm Thanh Đình Thái nha các bạn. À, những ngày chống dịch và cách ly xã hội của Phan Thiết đây các bạn. Và studio Âm Thanh Đình Thái cũng đã có cái tấm lòng giúp đỡ cho những người nghèo neo đơn. Bây giờ mình chỉ cầu mong là mau hết dịch cho cuộc sống những người dân người ta nó bình ổn trở lại, rồi cho nó ai cũng có đi công ăn việc làm, có cuộc sống thu nhập cho nó thọ, cho trang trải cuộc sống trong gia đình. Vâng, cảm ơn anh. Đây, bà con cũng ghé lại cái điểm để nhận quà đây. Đây gồm một thùng mì tôm với mấy ký gạo gì anh? 5 ký gạo. À, 5 ký gạo, một thùng mì tôm mình 5 ký gạo. Nói chung là anh em mình cũng cố gắng nhận cái lòng thành của anh Thái. Xin lỗi anh ở đâu? Tại mở phủ 1 phủ Trinh đây. À, phủ 1 phủ Trinh ha. À, bây giờ từ ngày giờ là có làm gì không anh? Chạy xe thô mà. À, làm thô hộ. Xe thô. À, xe thô. Xe thô có nghỉ hay là ráng đi làm? Nghỉ. À, nghỉ nha. Là chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 72. À, 72 tuổi. Rồi, cố gắng. Rồi, niềm vui đến với mọi người. Anh Thái này, anh làm gì tốt. Rồi, cảm ơn chú. Nặng đó, nặng đó bác. Nặng đó, nặng. À, đây là lòng thành của anh Thái nha. Đây, đây. À, gì ở đâu? Ở mãi Dốc Căng. Ở đâu? Dốc Căng ha. À, Dốc Căng trên đó là khổ rồi. À, trên đó là bữa nay là trồng cái gì trên đó? Không có trồng cái gì. Không trồng gì, đi biển ha. Đi biển mò. À, hai người là cùng ở Dốc Căng hết. Ở chỗ cầu tàu á. À, cầu tàu. Rồi rồi rồi, biết rồi, ở trên đường lên chỗ đổ rác quán vui. À, trên đó khổ lắm, trên đó khổ lắm. À, bà con mình nói chung là cho nó đi biển mà phải không? À, đi biển không à. Không, giờ bà con mình cứ ở nhà cách ly rồi nghe tin gì thì cứ nhận cái lòng thành của anh Thái. Đó. Đi tìm chỗ người màu sáng rồi á. À, này nha. Rồi bây giờ đi bộ hay là đi xe?